Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 29 tháng 12. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2022. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, đến dự có ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, toàn ngành nội vụ tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Ngành tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật với các quy định của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước giảm gần 7.470 đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới. Cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá đảm bảo thống nhất với quy định của Đảng. Ngành đã xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của ngành nội vụ trong năm 2022. Thủ tướng chỉ đạo năm 2023, toàn ngành nội vụ phải tập trung xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Nhân dịp này, Bộ Nội vụ chính thức đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động, với dự kiến quản lý sắp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy và các sở ban ngành tỉnh. Năm 2022, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng, tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp, hoàn thành 62 đề án nhiệm vụ theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Ngành tổ chức xây dựng đảng cũng đã tham mưu công tác cán bộ, bám sát quan điểm nguyên tắc quy định của đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, biểu dương và đánh giá cao thành tích ngành tổ chức xây dựng đảng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí chỉ rõ những mặt còn hạn chế và yêu cầu toàn ngành chủ động tham mưu các cấp ủy thực hiện kịp thời và đồng bộ hai nghị quyết số 21 và 28. Tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa tới, tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ 14 của Đảng, tham mưu cụ thể hóa công tác đánh giá cán bộ, công tác xử lý cán bộ đảng viên vi phạm,
ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, kịp thời lãnh đạo, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đến dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên cả nước đạt 279.732 tỷ đồng, tăng gấp 32 lần so với dư nợ của thời điểm ngân hàng mới thành lập. Tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt 21,1% với khoảng 6,5 triệu hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn đang dư nợ. Trong 20 năm triển khai, tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng, giúp họ giải quyết nhiều nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống. Đặc biệt, tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với doanh số cho vay 17.960 tỷ đồng cho gần 280.000 lượt khách hàng. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt được trong 20 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà ngân hàng cần thực hiện trong thời gian tới, như tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách, nghiên cứu đề xuất từng bước mở rộng đối tượng cho vay vốn, nâng cao mức vay, thời hạn cho vay phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia, các mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế của đất nước, tích hợp các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trong đó tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự chỉ đạo hội nghị. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Năm 2022, hệ thống tuyên giáo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng tạo đổi mới, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch cấp ủy giao. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện hiện nay. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Công tác định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, các sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ Đảng và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới hình thức triển khai, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ, sơ kết tổng kết thực tiễn các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phối hợp tham mưu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, xử lý kịp thời đối với những luận điệu sai trái thù địch, tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thường xuyên theo dõi đánh giá chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, định hướng chính trị tư tưởng trong công tác tuyên truyền báo chí xuất bản, nhất là định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Chiều nay, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy Vĩnh Long, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2022, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy Vĩnh Long đã tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện kịp thời công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ đó, tình hình an ninh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cơ bản được đảm bảo ổn định. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
công tác đấu tranh phản bác được tăng cường, đổi mới về hình thức, nội dung. Đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật hoặc thực hiện các hoạt động sai phạm, chống phá. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy, biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền kịp thời nhằm định hướng dư luận. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn của tỉnh, các cấp các ngành phải nắm vững tinh thần nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, trong đó cần khẳng định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, mỗi cơ quan, đơn vị xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đối với công tác tuyên truyền giáo dục theo tinh thần nghị quyết 35 nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời quản lý tốt các trang mạng xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên nêu cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thực hiện đúng quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Người đứng đầu các ngành, các cấp cần thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết ngay những vướng mắc khó khăn phát sinh từ cơ sở. Hôm nay, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Yoon Sokhon, Phó Tư lệnh Lục quân Bộ Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn, đến thăm chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt đoàn, Đại tướng Yoon Sokhon, Phó Tư lệnh Lục quân Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia để thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Đại tướng cũng cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Vĩnh Long đối với tỉnh Kampong Speu trên nhiều lĩnh vực. Vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long, Đại tướng Yoon Sokhon chúc lãnh đạo tỉnh nhiều sức khỏe, chúc tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển hơn nữa và chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển bền vững. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tình cảm giữa hai bên luôn tốt đẹp. Thông qua các chương trình kết nghĩa giữa tỉnh Vĩnh Long và Kampong Speu đã tạo bước phát triển chung cho hai tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua Vĩnh Long luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer. 100% hộ gia đình Khmer khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ. Đến nay, đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh có bước phát triển tốt. Thực hiện lịch tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân, sáng nay ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiếp và đối thoại trực tiếp với bà Trần Thị Kim Thoa, người được ông Tạ Văn Hùng, ngụ tại số 32C, khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long ủy quyền nhằm giải quyết khiếu nại về việc bồi thường thu hồi đất và hỗ trợ tái định cư do ảnh hưởng bởi công trình bổ sung nút giao quốc lộ 80 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1. Tại buổi tiếp, sau khi nghe bà Trần Thị Kim Thoa trình bày những nội dung khiếu nại yêu cầu, đại diện Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh các nội dung khiếu nại yêu cầu của ông Tạ Văn Hùng và ý kiến của các sở ngành đoàn thể. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao ý thức trách nhiệm của ông Tạ Văn Hùng trong việc sớm nhận tiền bồi hoàn và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình, đồng thời chia sẻ những khó khăn của gia đình khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án. Song, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc bồi thường thu hồi đất, giải quyết chính sách tái định cư phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Những khiếu nại yêu cầu của ông Tạ Văn Hùng là không có cơ sở, và Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã giải quyết khiếu nại của ông Hùng theo đúng quy định của pháp luật. Tại buổi đối thoại, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đề nghị các sở ngành xem xét tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết yêu cầu bổ sung của bà Trần Thị Kim Thoa, người được ông Tạ Văn Hùng ủy quyền về việc xin được mua một nền tái định cư để gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống. Sau cuộc đối thoại này, hội đồng xét khiếu nại của tỉnh sẽ xem xét giải quyết và tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2
đối với công dân theo quy định của pháp luật. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và họp phiên thường kỳ tháng 12. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 12 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật như chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 3% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2022 đạt 7.009 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán năm. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững ổn định. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự án thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với những chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 77,2 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu đô la Mỹ, tổng vốn huy động phát triển toàn xã hội đạt 17.500 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.768 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước 6.975 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển 4.652 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 3.722 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tăng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, các sở ngành trong việc triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và khẳng định nhiệm vụ trong năm 2023 rất nặng nề. Nên ngay từ đầu năm, các địa phương, các sở ngành cần sớm triển khai thực hiện với những giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ, chức năng của địa phương, từng sở ngành mình quản lý. Trong đó, cần chú trọng việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ngành công thương, tập trung phát triển ngành du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tôi cũng đề nghị các đồng chí chú ý tập trung thực hiện các cái nội dung để phục vụ lễ Tết, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, khẩn trương triển khai các cái nghị quyết, các cái chủ trương, thì đặc biệt là đối với nghị quyết của Quốc hội nè, của Chính phủ nè, của tỉnh ủy, của Hội đồng dân và cái nghị quyết 01 của Chính phủ, thì chúng ta phải bám sát vào cái tinh thần này, triển khai sớm ngày đầu năm để chúng ta thực hiện cho đảm bảo, tiếp tục đẩy mạnh cái các cái việc mà tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp, cơ chế thủ tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi là chúng ta phải hết sức chú ý. Tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua các địa phương, các sở ngành đoàn kết sáng tạo vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Kiểm soát tốt dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là những kết quả nổi bật của ngành y tế Vĩnh Long trong năm nay. Vừa được báo cáo trong hội nghị tổng kết hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của ngành y tế diễn ra vào sáng nay. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, ngành y tế đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong đó, nổi bật là đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khống chế tốt dịch sốt xuất huyết, không để dịch chồng dịch trên địa bàn. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đáp ứng yêu cầu đề ra. Chất lượng khám chữa bệnh được củng cố và nâng cao, đặc biệt là bệnh viện đa khoa tỉnh được nâng lên hạng 1, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn. Đồng thời, ngành y tế cũng đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục như dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, dịch vụ chuyên môn kỹ thuật tại các đơn vị số lượng chưa nhiều,
chất lượng chưa chuyên sâu, trang thiết bị y tế các đơn vị y tế tuyến huyện còn thiếu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những nỗ lực của ngành y tế trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho toàn dân và phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2022. Đồng thời đề nghị ngành y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026. Tập trung đấu thầu mua sắm thuốc vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Đặc biệt, ngành y tế cần tập trung triển khai thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện các cơ sở làm khô cá bổi hay là cá sặc rằn ở Cà Mau đang tất bật vào vụ sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Sản phẩm khô ở đây luôn được khách hàng khắp nơi ưa chuộng vì độ tươi ngon và có chất lượng cao. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh sôi động tại các làng nghề làm khô cá bổi truyền thống ở huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau trong dịp cuối năm. Nghề khô bổi này là truyền thống của gia đình này là cũng là ba đời. Những con cá mà đạt cái kích cỡ, cái xây chất lượng để về làm ra cái sản phẩm. Khô cá bổi lâu nay đã góp mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình, không chỉ vào dịp Tết Nguyên đán. Tự hào về nghề làm khô của mình, người dân Cà Mau luôn chú trọng làm ra những sản phẩm ngon, chất lượng để giúp danh tiếng khô cá bổi ngày một vang xa. Và đến đây chương trình thời sự tối nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.